Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Đêm nay và ngày mai, hình thế thời tiết chính chi phối thì vẫn là khối khí lạnh suy yếu. Vì thế mà trường gió đông bắc trên các khu vực tiếp tục quá trình suy yếu thêm. Như là ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc giảm còn ở mức cấp 4, cấp 5. Dự báo đến chiều và tối ngày 20 tháng 1 thì sẽ có một sóng lạnh mới bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên, đây mới là phần đầu của một đợt khí lạnh rất mạnh đang dồn xuống. Nên trong ngày 20 tháng 1, trường gió đông bắc trên các khu vực chưa có nhiều biến động. Còn với khu vực giữa và nam của Biển Đông trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió đông bắc cũng giảm xuống còn mức cấp 5. Tình trạng biển động cũng giảm đi. Trạng thái biển lặng kéo dài đến hết ngày 20 tháng 1. Sang ngày 21 tháng 1, khối không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới khu vực giữa Biển Đông, sau đó đến lượt khu vực phía nam của Biển Đông, gió đông bắc sẽ mạnh dần và đến ngày 22 tháng 1 thì hầu khắp Biển Đông, bao gồm các huyện đảo Hoàng Sa cùng với Trường Sa, sẽ đều xảy ra tình trạng biển động và dự báo là tình trạng biển động trên các khu vực sẽ còn duy trì trong nhiều ngày sau đó. Đời gió đông nam ẩm của khối khí lạnh yếu vẫn là hình thế chính chi phối thời tiết của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Vì thế mà ở khu vực Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay, ngày mai và khoảng thời gian từ nay đến ngày 20 tháng 1 vẫn là trường gió yếu. Đáng lưu ý nhất chính là tình trạng sương mù và sương mù nhẹ xảy ra về đêm và sáng sớm. Duy trì tầm nhìn xa thấp dưới 1 km, nhất là trong các buổi sáng ảnh hưởng tới việc đi lại của tàu thuyền trên vịnh, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ. Với các vùng biển miền Trung, gió đông bắc cũng đang yếu đi rõ. Ở khu vực vùng biển phía bắc từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, cường độ gió đông bắc đêm nay giảm còn ở mức cấp 4, cấp 5. Ngày mai thì giảm tiếp còn mức cấp 3, cấp 4, sóng biển thấp dưới 2 m, biển lặng. Bà con cần phải tranh thủ khoảng thời gian biển lặng này để vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ đất liền ra đảo. Là bởi đến ngày 20 và ngày 21 tháng 1, khi mà có không khí lạnh mới tác động, tình trạng biển động sẽ tái xuất hiện. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con.